Dạ xin chào các anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê. Hôm nay thì em Sinh Lê xin giới thiệu tới anh chị mình một lô đất vườn với tổng diện tích 1.526 m², bán mặt tiền đường nhựa này được 53 m. Lô đất thì nằm ngay góc ba mặt tiền và chủ đang nộp hạ giá cực kỳ rẻ nha anh chị, chỉ có 1,1 tỷ thôi cho 1.526 m² nha anh chị, đất sổ riêng cây lâu năm ha. Đây, lô đất của mình thì nằm ngay góc ba mặt tiền ở đây nha anh chị. Bán mặt tiền đường nhựa này của nhà nước là 53 m nha anh chị. Và bán mặt tiền đường đá mi này được 5 m nha anh chị. Thì cái góc của mình thì bắt đầu từ đây ha, chạy lại cái cây cột điện là 5 m nha anh chị. Còn cái lô bên là của nhà hàng xóm ha, rồi chạy sâu vào. Cái cạnh này chạy sâu vào là 60 m nha anh chị. Và nó chạy lại xuống thế này ha, thì một cái mặt tiền thứ ba nữa. Bây giờ thì em Sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem nhé. Khu vực ở đây thì có điện lưới quốc gia nhà nước tới nơi rồi nha anh chị. Xung quanh khu vực thì cũng có dân người ta về đây, người ta xây nhà vườn, người ta ở anh chị nhé. Đây, ở trong kia có một cái nhà vườn ha. Và ở đối diện của mình thì nhà hàng xóm người ta cũng về đây, người ta xây nhà vườn, người ta ở rồi nha anh chị. Hàng xóm thì người ta đang trồng bưởi, đang trồng sầu riêng, xen kẽ anh chị nhé. Trước đây là người ta trồng điều, bây giờ thì đang trồng mít, trồng bưởi và trồng sầu riêng. Đây, cái mặt tiền thứ ba là nó nằm ngay ở đây nha anh chị. Đây anh chị ha. Cái mặt tiền thứ ba này là được 23 m nha anh chị, 23 m 6. Thì nó ngay từ cái chỗ em Sinh đứng này này, chạy vào cái cọc ở trong ha. Đó, cái cọc anh chị thấy không? Đó, là 23 m 6 ha. Và từ cái cọc đó chạy lại lên cái hàng trên kia, gần cái chỗ hàng cây cao cao ấy anh chị, là được 40 m nha. Đó, đất thì cũng tương đối rất là vuông vức. Đây, mặt tiền của nó như vậy anh chị nhá. Vị trí ở đây là thuộc xã Đồi Sa Mốt, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Và cái hướng ở đây là hướng mà anh chị mình sẽ di chuyển ra ngoài đường Phùng Hưng của An Viễn nha. Và từ đây đi ra ngay chỗ trung tâm của xã An Viễn, ủy ban, rồi nhà thờ, rồi trường học á, chợ, trường là chỉ có 3 km thôi nha anh chị. Và đây anh chị mình đi ra cũng rất là gần cầu An Viễn ha. Còn cái hướng ngược lại, hướng ngược lại là hướng anh chị sẽ mình sẽ chạy sang xã Bình An của huyện Long Thành anh chị nhá. Thì từ vị trí đất của mình sang huyện Long Thành á, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 500 m thôi. Đường đi vào đất thì toàn bộ là đường lớn như thế này hết nhá. Đất của mình thì nó đặc biệt là nó cũng nằm rất là gần cái đường vành đai 4 nha anh chị. Đường vành đai 4 thì cách đất của mình chỉ tầm khoảng 700 m thôi ha. Thì đường vành đai 4 thì đã khởi công xây dựng được ở Bình Dương, ở Long An là xong rồi. Còn đang chuẩn bị qua Đồng Nai làm nha anh chị, thì cũng tầm khoảng 1-2 năm nữa ha. Khi mà sân bay Long Thành làm xong thì tất cả các tuyến đường hầu như cũng được hoàn thiện anh chị nhé. Và từ vị trí này anh chị mình có thể di chuyển ra sân bay Long Thành, nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 12-14 km thôi nha anh chị. Từ đây mà anh chị mình ra ngay cái chỗ đường Hương Lộ 10 mới làm ở ngay chỗ DT769 á, thì nó rơi vào tầm khoảng 5 km. Đó, và ra sân bay Long Thành thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn chục km thôi ha. Nó cũng rất là gần. Đất ở đây á, mà anh chị mình di chuyển sang chỗ khu Lục Quân 2 của thành phố Biên Hòa á, thì nó rơi vào tầm khoảng 10-15 km nha anh chị. Và di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó rơi vào tầm khoảng 40 km. Giá cực kỳ rẻ nha anh chị, chưa tới 1 triệu/m². Đất mặt tiền đường nhựa như thế này ha, quá là rẻ luôn. Vị trí này thì đất sổ riêng cây lâu năm nha anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mình mua về mình làm nhà vườn, làm nhà nghỉ dưỡng, hay là mình muốn xây dựng hay đầu tư cái gì đó mà mình cảm thấy cái vị trí này phù hợp, thì mình cá lô cho em Sinh để mình đi xem đất ha. Bây giờ thì em Sinh sẽ bay một khúc live cam cho các anh chị mình quan sát được toàn cảnh cái khu vực này ở trên cao nhé. Dạ bây giờ thì em Sinh sẽ bay live cam cho các anh chị mình quan sát được tổng quát cái khu vực đất mà hôm nay em Sinh đi review cho anh chị mình xem ha. Thì cái lô đất của mình nằm ngay góc ba mặt tiền đường ở đây nha anh chị. Mặt tiền đường chính là mặt tiền đường nhựa liên thông ha. Đường này thì kết nối từ đường Phùng Hưng của An Viễn qua bên Long Thành nha anh chị. Và cái hướng bên tay trái em Sinh đây
Thì đây là cái hướng mà anh chị mình sẽ di chuyển qua Long Thành. Và cũng có một hướng nữa là anh chị mình sẽ di chuyển qua bên Đông Hòa, Trảng Bom anh chị nhé. Cái khu vực ở đây thì xung quanh dân cư ở cũng chưa có được đông đâu anh chị. Chỉ có một vài hộ dân á, là người ta tới đây người ta làm vườn, xong rồi người ta an cư sinh sống ở đây luôn thôi anh chị ạ. Cách cái vị trí đất của mình tầm khoảng 1 km á, thì dân ở mới đông ha. Cả hai bên luôn, cả bên Trảng Bom và cả bên Long Thành luôn. Còn cái hướng bên tay phải màn hình anh chị đang theo dõi ở đây á, thì đây là hướng anh chị mình sẽ di chuyển ra ngoài đường Phùng Hưng An Viễn ra ngoài thị trấn Trảng Bom ha. Và cách cái vị trí đất của mình chỉ tầm khoảng 500m thôi, thì người ta có tới đây người ta xây dựng cái hồ câu cá giải trí ở đây nha anh chị. Hôm nay em xin đi quay là một ngày thường trong tuần thôi, nhưng mà em xin quan sát ở trên video thì em xin thấy là cũng có rất là nhiều khách vào đây để người ta đi câu cá giải trí nha anh chị. Vị trí đất của mình thì nó nằm ngay trung tâm của ba xã, đó là xã Đồi 61, xã Trung Hòa của Trảng Bom và xã Bình An của huyện Long Thành. Cho nên là có rất là nhiều khách người ta tập trung vào đây, người ta đi câu cá giải trí anh chị nhé. Đối diện với đất của mình luôn thì cũng có một hộ gia đình, người ta tới đây người ta sinh sống và người ta trồng trọt anh chị. Hiện tại thì cái đất ở đây thì tương đối rất là tốt, cho nên là người ta đang trồng sầu riêng và trồng bưởi anh chị nhé. Anh chị nào mà mình có nhu cầu tới đây mình làm nhà vườn, làm vườn, mình không ở lại được á, thì mình có thể nhờ hàng xóm người ta trông hộ cho mình cũng được anh chị ha. Đó, cái vị trí này thì anh chị nào mà quan tâm thì cùng em xin đi tìm hiểu trên cái vị trí trên map và cái vị trí trên quy hoạch nhé. Đây là cái vị trí lô đất mà em xin đang đi review cho anh chị mình xem ha. Đất của mình á, thì nằm ngay góc ba mặt tiền đường. Mặt tiền phía trước là mặt tiền đường nhựa nha anh chị. Mặt tiền bên hông là đường nội bộ đường 6m ha. Và cái mặt tiền thứ ba là đường dummy. Đường này thì chỉ có 5m thôi nha anh chị. Và xung quanh cái khu vực đất của mình thì cũng có 3 hộ dân người ta ở đây rồi nha anh chị. 1 ha, 2 và 3 hộ nha anh chị. Nói chung mình tới đây là mình đã có hàng xóm rồi ha. Có gì nhờ vả nhau cũng dễ. Khi anh chị mình đi sang hướng bên tay phải ở đây là anh chị mình sẽ qua hướng Long Thành ha. Đây là xã Bình An của Long Thành và đây là dân cư của xã Bình An Long Thành người ta ở nha anh chị. Còn anh chị mình đi chạy lại đây, mình rẽ trái qua bên này là mình đi qua bên xã Trung Hòa rồi nha anh chị. Ở đây là xã Trung Hòa của Trảng Bom ha. Còn khi mà anh chị mình rẽ qua bên này thì là mình hướng ra ngoài thị trấn Trảng Bom nha anh chị. Ở đây thì dân cư cũng ở rồi ha. Nói chung là cũng ở rồi nhưng mà chưa có được đông lắm. Thì khi mà anh chị mình đi ra ngoài cái đường lớn, đường Phùng Hưng hay còn gọi là đường tỉnh lộ 777 á, thì mình có rất là nhiều hướng đi. Hướng thứ nhất á, là mình ra ngay cái chỗ ấp Tân Hưng này. Còn hướng thứ hai là mình ra ngay ở chỗ này ha. Ở đây thì là gần cầu An Viễn anh chị. Nếu mà anh chị mình ra ngay chỗ cầu An Viễn ở đây á, thì là ngay gần cái chỗ quán Che Xanh ở đây ha. Ở đây thì có trường học đầy đủ nha anh chị. Trường học mầm non rồi cấp 1, cấp 2 là nằm ở ngay khúc này luôn. Và chợ An Viễn thì nó cũng nằm đâu ở ngay khúc này nè anh chị. Đó. Còn không á, thì anh chị mình ra ngay chỗ ấp Tân Đạt. Ấp Tân Đạt thì ở đây là tập trung đầy đủ những tiện ích sống, gọi là trung tâm của xã Đồi 61 nha anh chị. Ở đây có chợ xã Đồi, công an xã Đồi, trường học các cấp, nhà thờ, giáo xứ, cây xăng đầy đủ nha anh chị. Cách vị trí đất của mình chỉ tầm khoảng 3 cho tới 3,5 km thôi là đầy đủ anh chị nhé. Đó. Vị trí đất ở mình á, thì anh chị mình có thể thuận tiện di chuyển qua bên xã Bình An của Long Thành. Thì đây, mình đi theo hướng này ha. Mình đi theo hướng này, mình đi theo cái con đường mòn thì mình sẽ chạy ra ngoài xã An Viễn đây nha anh chị. Có hai hướng ha, một hướng là mình ra ngay chỗ này. Đây. Đầu đường ở đây ha, nó gần quán cà phê Hoa Nắng và cái quán bún riêu cua. Đây là cái đường Hương Lộ 10 mới nha anh chị, thì nó cách vị trí đất của mình chỉ tầm khoảng 5 km thôi. Đó, cũng rất là gần anh chị ha. Anh chị nào mà quan tâm thì cứ alo cho em xin để mình đi xem đất xem vườn thực tế ha. Dạ, và đây là cái file quy hoạch của lô đất của mình nha anh chị. Anh chị quan sát trên cái file quy hoạch thì mình cũng thấy là một màu xanh lè ha. Thì đây là giải đáp cho cái lý do vì sao mà đất của mình nằm ngay mặt tiền đường nhựa lớn. Đất nhiều, đất đẹp mà giá lại cực kỳ rẻ nha anh chị. Chỉ có 1,1 tỷ thôi cho 1.527 m². Đất của mình thì thuộc tờ 21 thửa 636 nha anh chị. Hiện tại thì nó đang quy hoạch làm mặt nước chuyên dùng anh chị nhé. Đây, em râm lại.
Đó. Còn đây là cái đường vành đai 4 nha anh chị. Cách vị trí đất của mình cũng chỉ có khoảng 1 km thôi ha. Nằm cũng rất là gần luôn. Thì cái vị trí này á, sau này mà nó có hai trường hợp ha. Thì trường hợp mà nhà nước mà lấy vào quy hoạch thì nhà nước sẽ đền bù cho mình. Và cái giá trị đền bù của nhà nước thì nó cũng thấp thôi, theo cái giá quy định hiện hành trong bộ luật thôi. Còn trường hợp nhà nước mà không lấy vào quy hoạch thì mình sẽ được lời rất là lớn nha anh chị. À, cái vị trí này cách đây tầm 2 năm thì chủ người ta đang kêu bán với mức giá là 2,2 tỷ nha anh chị. Nhưng mà hiện tại nó dính quy hoạch rồi cho nên chỉ còn 50% giá trị ban đầu thôi. Có nghĩa là chỉ còn 1,1 tỷ nữa thôi. Thì mình mua ở đây là mình đón đầu ha. Vị trí này là dành cho những anh chị nào mạo hiểm hoặc là những anh chị nào mà mình có kế hoạch mình kiếm lợi nhuận từ trên đất thì mình về đây ha. Em xin sẽ dẫn các anh chị đi xem đất thực tế. Là khi đó các anh chị mua hay không thì mình quyết định sau ha. Sau khi mà anh chị mình theo dõi hết cái video em xin đi review, tìm hiểu về những cái tiện ích sống xung quanh khu vực, tìm hiểu về cái vị trí cũng như là cái file quy hoạch, thì anh chị nào mà quan tâm tới cái lô đất vườn này thì hãy alo trực tiếp cho em xin theo cái số điện thoại là 0985 747 863. Em sẽ dẫn các anh chị mình đi xem đất và xem vườn thực tế ha. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi hết video. Em xin chào ạ.